nồi canh cua nhỏ thôi anh. Bây giờ sẽ đi nhúng lửa để mình chuẩn bị để nấu cơm trưa ha cả nhà. Tỏi, hành, cái này là một cọng bồn bồn các bạn nha. Đây mình có trái thơm nè, giờ để mình chuẩn bị để mình nấu cơm ha. Mình nấu canh với me trái ha cả nhà, nấu canh chua đầu tôm với me trái, bạc hà, khóm nè. Thank you.
mình đây mình có giá, có ngò, nè me, bồng bồn, cộng rồi bạc hà mình cần cắt ở nhà. Thì đây là đầu tôm, cá phi ha cả nhà. Thì mình có cái nồi để mình chuẩn bị mình ướp cá lồng tông ha cả nhà. Cá lồng tông này hôm bữa em mình nó kéo được á, cái nó tròn. Me trái này vô cho nên nó mềm rồi mình vớt ra mình dạo. Này mà có tấp mỡ á, con ngon á cả nhà. Nên mình không có tấp mỡ. Mình ướp cá ra cả nhà. Ướp cho nó xương xương vậy, bắt đầu muối bột ngọt thôi. Mình chiên mà muối mặn mua. Muối mặn á. Tại nhà ơi, giỏ ăn nấu cho nên là
tôm này con rác nữa mình sẽ đem đi xào rồi tôm. Nêm nữa cả nhà.
chiên cá nữa là xong hết cả nhà. Coi cái đầu tôm đó, có thanh chua đó. Thank you.
phiên xong rồi cả nhà. Cái này là cá phiên vuông nè. Có hai con cá bổi. Đồi nó ngang ngoài này xong sao. Bây giờ cơm mình nấu xong, cá cũng đã chiên xong, canh chua. Chúc ăn cơm đi Phương. Lý à, làm gì á? Cái giường của người ta kêu đi bán cái giường đó đi. Cục vàng của mợ ba đó. Cục vàng á. Ngủ trong